Động tác thứ nhất, vai giữ nguyên, từ từ cúi đầu xuống tới khi thấy căng vùng cổ. Động tác thứ hai, ngửa cổ ra sau, mắt nhìn ngược lên đỉnh vuông góc với trần nhà. Động tác thứ ba, nghiêng đầu sang trái, sao cho tai gần chạm tới vai và làm ngược lại nghiêng sang phải. Động tác thứ tư, kéo giãn vùng vai, đầu giữ nguyên, đưa vai từ từ ra đằng trước cho tới khi thấy căng, từ từ kéo vai ra đằng sau, tiếp tục xoay tròn hai vai theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Động tác thứ năm, kéo giãn vùng lưng, hai chân đứng sộng bằng vai, cập người từ từ sao cho hai tay chạm đầu ngón chân, tập thành thạo cho tới khi áp được cả lòng bàn tay xuống nền nhà. Động tác thứ 6, hai tay chống gối, gập từ từ chân trái xuống tạo thành góc 45 độ, chân phải duỗi thẳng và làm ngược lại. Động tác thứ 7, kéo giãn vùng cổ vai, đưa cổ ra phía trước, kéo hai vai ra sau, kéo hai vai ra trước, ngửa cổ. Động tác thứ 8, khăn chúng ta cuộn tròn, đặt dọc sống lưng, sau đó vặn eo qua trái và làm ngược lại qua phải. Động tác thứ 9, dựa chân lên, đưa hai tay áp vào vùng đùi, kéo căng tay, giao cho vai và lưng được căng giãn ra, làm như thế tiếp tục 3 lần. Động tác thứ 10, thao tác khi nằm trên giường, vươn vai lên trên, chân duỗi thẳng xuống, dưới ưỡn người sang trái, sang phải. Sau đó, hai tay rộng ngang vai giữ nguyên, co chân và xoay ngửa người thân dưới sang trái và sang phải. Tiếp tục tay vẫn giữ rộng ngang vai, co chân phải nhưng ngược người sang trái và ngược lại.